hãng bay của Hàn Quốc. Rồi đi ra đây đi. Lúc này là Sài Gòn 22:58 anh chị nha. 22:58. Và bây giờ thì chúng ta cùng vào bên trong để xem. À, chỗ này gần như là không có chỗ chen lấn vào luôn rồi đó. Ok, chúng ta tạm đứng đây đi, đứng đây để coi quan sát được gì không. Sữa đổ, đổ sữa ở đây. Một bịch sữa đổ cho nên là người ta phải chặn lại để mà lau chùi. Ok anh chị, lúc này chưa có chuyến bay nào, phải nói là chưa có khách ra anh chị, chứ còn cũng có nhiều chuyến bay đáp cánh xuống rồi. Mà cái quá trình làm thủ tục lâu quá đi, cho nên là chúng ta chưa thấy Và bây giờ thì mình sẽ đi qua khu bên kia nha anh chị. À, 22:20 thì có rất nhiều chuyến bay đáp cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất anh chị. Nhưng mà đợi khách ra tới đây thì phải một tiếng sau lận anh chị. Và bắt đầu sau 11 giờ, sau 11 giờ là sẽ có nhiều khách đi ra. Bởi vì có tới 5-6 chuyến bay đáp cánh xuống và đang làm thủ tục bên trong rồi. Thật sự hôm nay là lực lượng an ninh họ làm không có gắt anh chị. Họ làm không có gắt nơi. Còn những người làm gắt là coi như là không được được ai đứng đây, ngay cái bản thân em cũng không được đứng đây luôn. Vui quá vui, cô bé nó khóc luôn rồi. Rất là lộn xộn anh chị. Nói chung cái ekip làm việc hôm nay đó, mấy bạn an ninh này quá hiền, thật sự là quá hiền anh chị. Chứ còn mà tối hôm qua, tối hôm kia là những lực lượng an ninh họ rất là khó luôn, rất là khó. Họ chỉ cần thấy một ai đứng trong cái khung đường này thôi là đã bị cho ra ngoài, mời ra ngoài rồi. Nhưng thật sự hôm nay cái lực đội an ninh này, mấy bạn này quá hiền đi. Các em phải xin phép đi xin qua chút xíu. Xin phép đi xin qua chút xíu.
22 giờ 21 giờ 45 nè, 22 giờ nè, chu cha từ 21 giờ cho đến 22 giờ 20 có tới đâu mười mấy chuyến bay anh chị, mười mấy chuyến cây bay à, mười mấy chuyến bay đáp cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Cho nên là đợi chút xíu đi, chúng ta sẽ thấy một cái khung cảnh vỡ òa cảm xúc ở sân bay Tân Sơn Nhất anh chị. Rất nhiều khách ra và rất nhiều người thân đang đứng đợi sẵn sàng lao vào ôm lấy người thân của mình. À, thật sự rất nhiều người à, trong đó có bản thân em vô ý thức rất là kém anh chị, đứng ngay giữa làn đường, đứng ngay giữa làn đường ra luôn anh chị, ý thức người rất vô cùng kém luôn. Hôm nay vô cùng kém luôn anh chị, thấy không, cái lối đi ra của sân bay mà mọi người gần như là đứng 9 mít lại luôn. Và nói hôm nay là một lực lượng bảo vệ an ninh ở đây à, mấy bạn rất là hiền anh chị, còn người dân đi đón thì ý thức quá là kém luôn anh chị, thấy không, họ đứng gần như là tràn ra hết ngoài đường luôn rồi, không còn lối đi ra cho người cho khách luôn. Gần như là không còn lối đi luôn anh chị. Ok, chúng ta cùng đi vào đây đi. À, rất nhiều cô chú anh chị đang ngồi đợi. Mấy cô chú anh chị người Khmer nói cái tiếng mình không nghe được luôn. Cái trang cần vô xin à, cảm ơn. Ok, chúng ta đứng đây đi, đứng đây để à, chút video sau thì em sẽ đi vào phim trong đó anh chị nha. À, video này em đứng đây thôi, video sau thì em sẽ đi vào sau hơn. Thank you.
đó rồi em đi nói lại. Quá trời đông luôn, đúng là cái lúc này quá trời đông luôn nè. Rồi, em xin được kết thúc video tại đây chút xíu anh chị ơi. Và chút xíu nữa em sẽ em phải đứng để nghỉ ngơi chút xíu. Đứng để nghỉ ngơi chút xíu. Và thứ nhất là cho máy nó nghỉ ngơi xíu anh chị ạ. Chứ mình đứng nhiều quá nó còn đau hai chân. Với lại là phải cho máy nó nghỉ ngơi nữa, chứ quay liên tục thì không được anh chị. Rồi, em xin phép được dừng tại đây chút xíu. Và khoảng 10 phút sau em sẽ quay video thứ hai, thứ ba. Rồi cảm ơn anh chị và mời anh chị theo dõi video tiếp theo nha.